trong một kèo đấu chung kết. Marseille của lô 1 và IA là của chính sẻ bên kia. Egipsen, Magia đối đầu Egipsen, quân cân. Và 1-10-1-9 thôi. Magia cũng là một hai là quân rất phố. Mạnh máy của chim sẻ, người cầm Yamato trong trận thiếu này. Đội bạn là một Egypt và một Sang. Ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể thấy được các cặp đấu đều rất hay có sen. Và bây giờ thì kênh 1 đã có thể lên trở lại rồi. Kênh 1 đã có thể quay trở lại với các bạn rồi. Và mọi người hoàn toàn có thể xem và lựa chọn trên cả hai kênh. Kênh 1 chính là server stream của Game TV, còn kênh 2 thì là YouTube. Và mọi người có thể hoàn toàn thích xem kênh nào thì xem. Chim sẻ đang có 4 con hiệu về nhà. Có lẽ mọi người cũng không cần cãi nhau về cái việc mà mình đánh giá về quân. Đó là cái đánh giá chủ quan của riêng người bình luận viên. Mỗi người chúng ta có một cách nhìn khác nhau. Đối với tôi thì ở cái đấu trường top 1 này thì những người cầm nhà mở bài mà tươi tươi thì người ta cũng không ngán sen nhiều đâu. Mặc dù là chất quân thì là kém hơn nhiều. Nhưng đây là 2-2 chứ không phải solo. Maxi ở 2-2 nó rất là phũ. Nếu như có một bài đẹp và một cái nhà kín hoặc là một cái hốc khung, một cái bài khung có hốc thế nên là mọi người cũng không cần tranh cãi về cái việc người bình luận viên người ta đánh giá quân làm gì cả. Đấy, mỗi người một cách suy nghĩ riêng. Hai quả phụ dành cho Yamato của game thủ chim sẻ. Vâng, để công bằng, bởi vì hiện trường địa điểm thi đấu thì chúng ta thi đấu trên một mặt sàn. Vì thế mà cái việc mà gào thét hay là bình luận về ảnh hưởng đến trận thi đấu của cả hai bên nhiều quá thì tốt nhất là chúng tôi cũng đã thống nhất với nhau là sẽ không cả hai bên đều không bình luận một cách nó quá thái quá. Cố gắng làm sao để có thể giữ cho cả hai bên có thể đánh với một cái tâm lý nó thoải mái nhất. Vâng, tôi thì cũng từ 8 giờ sáng đến giờ rồi. Dậy, nói chung là dậy khu anh em dậy và đưa anh em đi ăn sáng rồi các kiểu. Và làm kỹ thuật cũng như là bình luận từ sáng đến giờ. Bây giờ là 10 giờ rồi, nó cũng đã quá 12 tiếng liên tục rồi. Thời gian nghỉ thì không nhiều, vì thế mà sức khỏe đã không còn ổn định như lúc sớm nữa. Vì thế hy vọng là tất cả các khán giả hãy thông cảm một chút. Mình cũng rất là thích làm sao để có thể nhiệt nhất để cho khán giả xem một cách nó đỡ nhàm chán. Nhưng mà tôi có sao thì dùng vậy thôi, không cố được. Oh.
một chiếc BS mắc bình để ăn vàng. Các bạn có thể thấy khả năng nhét dân của nhét cất xuống nhét dân của chim sẻ lên gọi là thượng thừa rồi. Trở lại với lô 1. Giờ trong xây nhà kìa, nhà điều kiện sao không, như vậy là đóng xong BL rồi, kích đời ở 11. Màu 6 này. Trở lại với chim sẻ thôi, chúng ta cùng theo dõi chim sẻ trong giò. Lô 1 cũng đang gặp một chút nguy hiểm. Vâng, màu 6 he cũng chưa lên 3. Vâng, vẫn đang ở đây, hai chim sẻ là người lên sớm nhất và he là người cầm Yamato. Hay sao không, như vậy là sen nhầm, xin lỗi các bạn. Đây là sen. Vâng, sen đã bắt đầu mất vàng. Chết ba hai dân vàng rồi. He sẽ rình rình lần quăng bởi he. Không quan lạc đà sang lô 1 nhá. Lô 1 chú ý. Bắt đầu tạt sang ekip. Bơm gỗ cho lô 1 đóng đi. Màn hình máy lô 1, chúng ta theo dõi một pha tình huống mà lô 1 có liệu có đóng được y hay không. Kích lại sắp đồng. Thêm dân ăn vàng đi. Chưa kích được sắp đồng đâu. Chim sẻ cho trăm vàng tạm ứng đi. Tạm ứng trăm vàng em ơi. Vâng, chim sẻ lọt vào trong rồi. Vâng, cả vào ruộng luôn. BB sẽ trốn. Vâng, một chém một giò lọt vào rồi. Nó sẽ khiến cho BB cảm thấy trốn hơn nhiều. BB đang phải chạy toàn bộ dân ra ngoài. Mình thì mình cứ ở trong mà dã thôi. Cứ đánh đi bản đồ con để đấy anh lo. Cứ tập trung chém đi bản đồ con để đấy. Có một con về nhà. Có một chém vào nhà. Đưa nó đây. Được. Rất tốt. Bi đang trốn. Bi đang bay nhà luôn rồi. Việc đi chém thì em cứ việc chém. Con ở nhà để anh lo. Cứ tập trung mà chém cho tốt vào. Vâng, màu 3 trên bây giờ xuống có một hai ông cung vợ. Vâng, BB mất tiếp bay gỗ tiếp theo. Vâng, màu 3 có lẽ chết. Vâng, chết sạch bay gỗ của BB rồi. BB đang giữ được vài con nữa. Vâng, đang có những con cung lờ nó đứng bắn xỉ ở sân. Thằng của chim sẻ vẫn đang giữ ở mức 28. Trong khi đó thì lô 1. Mười chín. Vâng, đang có một đạo dân kín. Một đạo dân ấm. Vâng, xe như có một cái hốc 6 giờ thì phải. Ơ, cái map lại đánh rồi này. Hình như map, đúng rồi, map lại đánh rồi. Lần trước he cũng ở cái hốc này luôn. Bây giờ tôi mới nhìn ra. Một cái map đánh rồi. Đây là một cái map rất quen. Ngày xưa he cũng đã từng cầm bài xe ở cái góc này rồi. Map này một map mà Max Xavier là người giành chiến thắng. Vâng, đâm bay được cái hốc của vâng cái hốc kịch. Kịch vâng cái hốc ở giữa khe rừng, đó là cái hốc của sen. Bây giờ mình mới nhớ ra, đèn thật. Alo. Không lên được nữa rồi đúng không? Server sập luôn rồi, bỏ luôn rồi.
Và lần 1 vừa cũng đã phải làm xuống, mất vài con lông dân đang ăn hoang. Kể cả không đâm lát ở nhà chuyển cung A cũng thắng rồi. Màn hình máy chim sẻ. BB đã quá yếu. Rất nhiều cách để có thể đánh. 16 nó có cái hốc ở trong đấy thôi, hốc nhà cứng đấy. Hốc lại khó vào lắm. Hốc này không vào đâu. Ở nhà mà gãi thôi. Ở nhà mà gãi mà quản của ba đi, đừng vào. Anh đã bảo rồi. Giữ đạo sân cho là 1. Rồi. Như 36 tham chia sẻ vẫn chưa thể to hẳn ra. Và một cái map rất quen, các bạn nhìn cái nhà của E thì có lẽ sẽ có nhiều người nhớ ra cái map này. Vâng, tham lai. Có ai đang hồi đâu? Màn hình máy của L1 đang đâm vào hốc. L1 còn có 10 thôi. Hè đang có 19. Cảm thấy sự bất lực của L1 không thể công được vào cái hốc của Hè. Và rất nhiều những con phù đứng ở trong. Không vào được. Chim sẻ. Bắt đầu lưng chặt gỗ để có thể to ra hơn rồi. Vòng màu 3 quay trở lại với một số lượng cùng R. Bắn rất khó chịu. Khó phết, vẫn là một thế căng rồi. Hè hè có một cái hốc đẹp quá. Vâng, như vậy là tỷ số lại đây. Mắt này ngày xưa đánh rồi này, nó rút vào đây là đính đúng thằng Hè luôn, nó cũng vào đấy luôn. Một trận thua hơi phí của cặp đôi Game TV.